Qua giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho thấy, nhiều nhà văn hóa ở thôn bản, tổ dân phố tại các địa phương trong tỉnh còn nhiều bất cập. Hệ thống nhà văn hóa tại các huyện, thị xã, thành phố còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu. Sau sắp nhập thôn bản, tổ dân phố, còn 98 nhà văn hóa vị trí không phù hợp, 22 thôn sinh hoạt ghép, 41 thôn tổ dân phố chưa được đầu tư xây dựng nhà văn hóa, 435 nhà văn hóa đã xuống cấp, không sử dụng được. Cơ bản, các nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố hiện nay chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn tình trạng nhà văn hóa được nhân dân hiến đất nhưng chưa thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị ngành chuyên môn và các địa phương rà soát, tổng hợp, đánh giá đúng thực trạng nhà văn hóa cơ sở, phục vụ cho công tác quy hoạch, nâng cấp, đầu tư, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân.